vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác tập 46 người giảng lão hòa thượng tịnh không mời xem câu phía sau thiện năng phân biệt chúng sanh ngôn ngữ đây là nói đột phá chướng ngại trên ngôn ngữ ngôn ngữ chúng ta rất tường tận đặc biệt là ở tại singapore khu vực singapore tuy là rất nhỏ có rất nhiều chủng tộc ngay chọn quan viên phải chọn lấy bốn loại ngôn ngữ có anh ngữ Hoa ngữ, Malai ngữ, Ấn Độ ngữ Có bốn loại ngôn ngữ Ngữ văn đều không đồng Tuy nhiên Phật Bồ Tát Bản định của các ngài rất lớn Phật dùng một âm thanh mà nói Pháp Chúng sanh tùy loại tự hiểu được Việc này chúng ta không thể làm được nếu như là Phật cùng những vị Bồ Tát này giảng kinh ở nơi đây, đây, các loại chủng tộc khác nhau, người không cùng một quốc gia, người không đồng ngôn ngữ cùng ngồi phía dưới để nghe kinh, không cần phải có phiên dịch, mỗi một người đều có thể nghe hiểu. Chủ đề rất dịu, mỗi một người nghe Phật giảng đều là ngôn ngữ của chính mình. phật có cái bản lĩnh này việc này không thể nghĩ bạn chúng ta tự nghĩ xem có thể chăng hiện tại nghĩ lại vẫn thật có khả năng vì sao vậy bởi vì hiện tại dùng vi tính thì có thể làm được vi tính đã có thể làm đến được vậy trí tuệ của phật so với vi tính không biết là phải cao hơn gấp bao nhiêu lần cho nên hiện tại chúng ta xem thao tác vận dụng của vi tính Nghĩ đến cái năng lực này của Phật là thật Không phải là giả Ngài đích thực là có cái năng lực này Cái năng lực này chúng ta đã xem thấy Ở trong kinh điển Đạo lý này là Như Lai Cùng những vị Pháp Thân Đại sĩ này các ngài là trí tuệ chân thật biện tài vô ngại loại sức mạnh công đức này cho nên có thể biến hiện ra tùy loại ngôn ngữ ngài không cần người khác phiên dịch ngài có thể cùng một nơi cùng một chỗ dùng một âm thanh làm cho tất cả mọi người nghe được đều nghe được chính âm thanh của chính họ ngài có được loại năng lực này có năng lực như vậy thuyết pháp lợi sanh thì sẽ không hề có chướng ngại mọi người đều biết được phật pháp rất tốt phật pháp rất là thù thắng Ngày nay Phật Pháp hoàng dương trên toàn thế giới Thực tế mà nói Chướng ngại của ngôn ngữ Là nhân tố thứ nhất Chân thật Có người tu hành Đương nhiên Người tu hành này Chưa chứng được Hoa nghiêm tam bụi Nếu chứng được hoa nghiêm tam bụi Vấn đề này liền được giải quyết không có được công phu sâu như vậy Cảnh giới đã vào được rất thấp Có thể vào được Mấy phần Công hạnh Không đạt đến được tiêu chuẩn này Cho nên liền bị chướng ngại của ngôn ngữ đối với những người ngôn ngữ bất đồng, văn tự bất đồng, không thể đem Phật pháp thù thắng di diệu giới thiệu đến cho họ cần phải thông qua phiên dịch như thời xưa hai năm trăm năm trước Phật pháp truyền đến Trung Quốc do lúc đó kinh điển là tiếng phạn đến trung quốc nhất định phải phiên dịch thành hoa văn người trung quốc mới có thể xem hiểu được thông qua phiên dịch lần này ý nghĩa nguyên văn của thế tôn có bị phiên dịch sai không việc này ở ngay trong tưởng tượng thông thường của chúng ta mà nói nhất định là có khả năng không thể nào đem hết ý nghĩa nguyên văn của ngài dịch ra không có một chút sai lầm nào rất khó người thông thường chúng ta tự mình viết một thiên văn chương mời người ta phiên dịch văn tự ngoại quốc cùng ý nghĩa ban đầu của chúng ta có phải là hoàn toàn như nhau không sức khó nói. Nếu như đem ý nghĩa của Phật dịch sai thì phải làm sao? Tôi chẳng phải là làm chúng sanh ngộ nhận. Cho nên cái điểm này cũng dẫn khởi người hiện đại học Phật có hoài nghi đối với kinh điển. Cho nên có một số người Nhất định phải tìm kinh điển Nguyên bản văn phản Đến nơi đâu để tìm Kinh điển nguyên văn Đều bị thất truyền Người Trung Quốc Có tận hết trách nhiệm hay không Vào thời xưa Số lượng lớn kinh điển tiếng phạn Lưu truyền đến Trung Quốc Rất là đáng tiếc người Trung Quốc không bảo tồn. Sau khi phiên dịch thành Trung văn, thì không cần đến kinh điển tiếng phạn nữa, không hề lưu giữ nó để lưu truyền lại. Bạn nói xem đáng tiếc cỡ nào? Vào những năm đầu khi tôi học Phật, đã đem việc này thỉnh giáo với tiên sinh Phương Đông Mỹ. Tôi nêu ra vấn đề này Những điện tích trân quý như vậy Tại vì sao không cố gắng giữ gìn lưu lại Bạn xem thấy Người xưa Trung Quốc Lo sợ kinh Phật Tương lai ở trong tai nạn lớn Sẽ bị thất truyền Đêm nó khắc thành thạch kinh Thường trụ danh sơn lưu truyền đến đời sau Mấy năm trước Ở Phòng Sơn Trung Quốc Phát hiện được Thạch Kinh Bạn thấy người xưa dụng tâm nhiều như vậy Lo sợ bị thất truyền Đem Kinh văn này Khắc lên trên đá Toàn bộ Đại Tạng Kinh Phân biệt tạng ở trong bảy cái động đá Tôi đến phòng sơn tham quan Khen ngợi không hết lời Cái công trình đó không thua kém gì dạng lý trường thành Căn cứ vào ghi chép của họ Bộ kinh điển này Tổng cộng đã khắc Cũng sắp gần Ba bốn trăm năm mới hoàn công Bao nhiêu nhân lực tài lực Để làm công tác này Tại vì sao không lưu giữ văn phạm lại Phương tiên sinh nghe lời nghi vấn này của tôi Phương tiên sinh liền cười thật to Trận cười này cũng làm cho tôi cười ràng rủa. Ông nói với tôi Ông nói việc này chú không biết người xưa trung quốc không giống như người trung quốc hiện tại người trung quốc hiện tại không có lòng tự tin của dân tộc đều cảm thấy không bằng người khác người trung quốc ngày trước lòng tự tin mạnh mẽ các dân tộc khác không thể so sánh thế giới đệ nhất kinh phật dịch thành trung văn không những ý nghĩa của kinh Một chút cũng không sai sót Ta có thể khẳng định đến như vậy Ý nghĩa quyết định không có dịch sai Hơn nữa văn tự Còn hoa mỹ hơn So với nguyên văn tiếng Phạn Đó là nói với người thiên hạ Vì sao đọc kinh điển trung văn thì được rồi Không cần phải đọc bản tiếng Phạn Không cần nữa Bạn xem loại khí khái này Chúng ta không hề nghĩ đến phương tương sinh nói ra lời nói này chúng ta ngẫm nghĩ đích thực là có cái đạo lý này đó là người trung quốc dịch thành kinh điển trung văn đáng được tự hào cho nên lão cư sĩ lý bỉnh nam nói với tôi năm xưa tham gia công tác phiên dịch ở dịch trường này trong đó có rất nhiều người tu hành chứng quả cho nên cái ý nghĩa này mới dịch được không sai phật nói cái cảnh giới này những người tu hành đó chân thật chứng được cái cảnh giới khế nhập được cái cảnh giới này họ phiên dịch thì không vấn đề quyết không như hiện tại chúng ta không biết tường tận tự cho là đúng vậy thì không được đó là sai lầm đến trăm lần cho nên người trước chân thật là có tu có chứng người hiện tại chúng ta là có tính có học cái tu thì không thể nói đến chứng thì càng không có ngày nay học phật thành quả của chúng ta kém xa so với người xưa đạo lý chính ngay chỗ này cho nên trên kinh nói câu nói này chúng ta sâu sắc tin tưởng việc này là có thể thế nhưng không phải là cảnh giới của chúng ta ngày nay chúng ta vẫn là phải thông qua phiên dịch công tác phiên dịch rất là gian nan phải chân thật đem công tác phiên dịch làm cho tốt vẫn là phải dựa vào công phu tu hành vậy mới chân thật có thể làm được tốt khai hóa, hiển thị, chân thật, chi tế. Bổn Kinh tổng cộng đã nói ba chữ chân thật. Chỗ này được người xưa rất là tán thán. Ở trên một bộ kinh mà nói ba chữ chân thật thì rất ít. Loại kinh điển này không nhiều. Chúng ta ở chỗ này xem thấy chữ thứ nhất chân thật chi tế phía sau còn có hai câu trụ chân thật huệ huệ dĩ chân thật chi lợi ba câu này cũng có thể nói là tổng cương lĩnh của kinh vô lường thọ Cũng là thời đại nhà đường Đại sư thiện đạo nói với chúng ta Nhất thiết Giai tùng chân thật Tâm trung tác Trên kinh này nói Ba chữ chân thật Khai hóa Hiển thị chân thật chi tế Câu này nói rõ chư phật như lai vì sao ngài đến thế gian này của chúng ta để thì hiện nguyên nhân đã nói ra rồi chúng sanh có cảm ngài liền có ứng Trong lòng chúng ta có cảm Luôn luôn chính mình đều không biết Chủ này giảng như Trong khoa học hiện tại Gọi là sóng điện Sóng điện của chúng ta Ở đây phát ra Cái sóng điện này Rất là di tế Chính mình đều không hề có cảm giác Thế nhưng Loại sóng di tế này phật bồ tát ở nơi đó các ngài đã tiếp nhận được các ngài cao minh hơn nhiều so với chúng ta chúng ta chính mình phát ra mà chính mình vẫn còn không biết thì các ngài đã biết được rồi các ngài biết được các ngài liền đi đến họ đến rồi trái lại chúng ta cảm thấy rất là kinh ngạc vì sao phật bồ tát đến Sống di tế này là gì? Là có thể tiếp nhận Phật Pháp Chính là Nếu như có người nói ra những thứ này Chúng ta nghe rồi có thể tin tưởng Có thể lý giải Chỉ cần bạn có điều kiện này Phật Bồ Tát liền đến Nếu như Bạn nghe được Pháp này Tiếp nhận được Pháp này Bạn không thể tin tưởng Không thể lý giải Thì các ngài không đến Cho nên loại sống này phát ra Thì liền có cảm Họ đến hiện thân Đến nói Pháp Đó là ứng của Ngài Chúng sanh có cảm Phật Bồ Tát liền có ứng Nếu như chúng ta có dục vọng Mong cầu mãnh liệt Đương nhiên Phát ra cái sống này Sẽ rất mạnh mẽ Chúng ta chính mình rất rõ ràng Như hiện tại chúng ta xây niệm Phật đường Chúng ta hy vọng xây làng di đà Hy vọng cầu tam bảo gia trì Sức mạnh của tâm này rất là mạnh Việc này thì không phải di tế Chúng ta có cảm Phật Bồ Tát làm gì không có ứng chứ Vậy thì Phật Bồ Tát Làm thế nào đến để ứng Chỉ xem tâm của chúng ta phát ra Có phải là chân tâm hay không nếu như là chân tâm Phản ứng liền sẽ rất rõ ràng Sẽ rất là tường tận Nếu như là vọng tâm Tiếp theo đó lại là danh vọng lợi dưỡng Đến tham đắm năm dục sáu trần Xin nói với các vị Phật Bồ Tát sẽ không ứng Sẽ không có cảm ứng Sống này của bạn có mạnh hơn Cũng không có cảm ứng Vì sao vậy? Vì tần số không giống với các ngài tần số không giống nhau không khởi lên được cảm ứng tương thông nếu như cái tâm này của bạn là tâm trí thành cung kính thì liền có cảm ứng phật bồ tát thì hiện đến thế gian này dùng đủ loại thân phận khác nhau Nam nữ, già trẻ, các ngành, các nghề Thế nhưng Các ngài biểu hiện ra Đều không rời khỏi Cái nguyên tắc này Chính là cái câu này Khai hoa hiển thị chân thật chi tế Chúng ta ở trên Kinh Hoa Nghiêm Đặc biệt rõ ràng xem thế thiền tài đồng tử 53 lần tham học 53 lần tham Chính là câu nói này Kinh Hoa Nghiêm đã dùng 40 quyển Kinh Văn ở trên Kinh Du Lượng Thọ Thì tám chữ Khai Là khai Phật tri kiến Hóa Là khế nhập cảnh giới Nhà Phật thường giảng khai thị khai chính là ý nghĩa khai thị chúng sanh đối với những việc này đối với những lý này không tường tận không lý giải đó gọi là bế tắc bằng gặp được những thiện tri thức này những người minh bạch này người minh bạch chính là phật bồ tát phật bồ tát thì hiện họ đến nói rõ cho bạn giảng tường tận cho bạn chỉ thị bạn giảng tường tận cho bạn sau khi bạn nghe rồi giác ngộ đó gọi là khai mở bế tắc họ khai thị cho chúng ta là gì nói rõ cho chúng ta nghe cái gì nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh chính là phía sau đó chân thật chi tế chân thật chi tế chính là chân tướng của sự thật họ vừa nói chúng ta liền thông suốt chữ hóa này chính là tường tận Chúng ta liền sinh ra biến hóa Ban đầu là mê hoặc điên đảo Hiện tại là hoác nhiên đại ngộ Cho nên chủ này gọi là khai hóa Phật tri, Phật kiến Phật là ý nghĩa của giác ngộ chính là tri kiến của giác ngộ tri là thông suốt tường tận kiến là kiến giải thông hiệu của bạn kiến giải của bạn hoàn toàn chính xác tiêu chuẩn của chính xác là gì cùng chân tướng của vũ trụ nhân sanh hoàn toàn tương ưng phù hợp tư tưởng kiến giải này mới gọi là chính xác. Tiêu chuẩn của chính xác ở ngay chỗ này. Cho nên mọi người không nên cho rằng tri kiến của Phật nhất định là lấy tư tưởng kiến giải của Thích Ca Mâu Ni Phật để làm tiêu chuẩn thì bạn sai rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật không có tư tưởng. Thích Ca Mâu Ni Phật không có kiến giải. Cái tiêu chuẩn này là chân tướng sự thật. tương ứng với chân tướng sự thật hiển thị chính là thị phật tri kiến căn tánh lanh lợi chúng ta gọi là người thông minh lanh lợi đó là nhà thiền thường nói người căng tánh rất nhạy bén phật vừa nói họ liền thông suốt đó là người thượng căn họ liền hiểu được Người căng tánh trung hạ Vẫn không thể Bạn giảng cho họ nghe Bạn nửa hiểu nửa ngờ Không thể thấu triệt Cho nên tiến thêm một bước Phải hiển thị Hiển thị cái gì Làm ra tấm gương để cho họ xem Vì thì mới khoác viên đại ngộ Họ mới chân thật tường tận Hiển thị phải làm ra dáng vẻ làm ra tấm gương để cho họ xem phật pháp trong tất cả kinh luận phật thường hay dạy bảo chúng ta lời nói này không biết được có mấy trăm lần mấy ngàn lần thậm chí đến nói mấy dạng biến đó là thật không phải là giả trên mỗi bộ kinh đều có rất nhiều biến. Toàn bộ trên đại tạng kinh có không phải có mấy dạng biến. Khuyên chúng ta thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Câu nói này đã nói mấy dạng biến. Đó là Phật hết lời dạy bảo khuyên nhủ chúng ta thọ trì thọ là tiếp thọ những đạo lý mà phật đã nói những phương pháp mà phật đã nói những cảnh giới mà phật đã nói chúng ta phải tiếp nhận chúng ta phải tin tưởng đó là thọ trì là cái gì giữ gìn không thể để mất đi nhất định phải đem nó áp dụng ở ngay trong đời sống của chúng ta dùng ở trong công việc thường ngày trong đối nhân sự thế tiếp vật của chúng ta đem những phương pháp đạo lý của ngài đã nói phải ứng dụng mới được đó mới gọi là thọ trì đọc tụng là khuyên chúng ta phải thường hay đọc tụng kinh điển vì sao vậy không quên mất đi lời dạy của lão sư phạm phu rất hay quên bộ kinh này nếu không thường đọc tụng thì sẽ quên mất tôi giảng kinh thường hay vận dụng trong một số kinh điển đều đem những chữ này đều đọc sai vì sao vậy kinh đó không thường đọc Thậm chí đến 10, 20 năm Cũng chưa ôn tập lại một lần Thỉnh thoảng nhớ lại một hai câu Trong đó có vài chữ còn nhớ sai Cho nên người đọc sách Đặc biệt là người học giảng kinh Những tư liệu tham khảo này Đích thực không thể rời bỏ Tôi ngày trước Đạo tràng của chính mình những tư liệu này rất là hoàn bị khi đi đến nơi đây tôi cũng mang theo không ít thế nhưng dọn nhà vài lần thì dọn không thấy đâu nữa hiện tại trên tay tôi không còn bất cứ thứ gì bao gồm những tư liệu kinh luận này đều không biết được đi đâu mất hết vì trước tôi ở trong một nhà cư sĩ Dọn đến bên đây Khi vừa dọn thì dọn lộn xộn hết Từ chủ này về sau lại dọn đến tình tông học hội Tình tông học hội lại dọn đến Malaysia Malaysia nghe nói hiện tại là dọn đến Úc Châu Thì không còn thấy nữa Cho nên ở trên giáo học Tạo thành rất nhiều khó khăn rất nhiều tư liệu không tìm ra hy vọng tương lai chúng ta có thể có một đạo tràng dài lâu xây dựng một phòng thư viện hoàn thiện chúng ta tham khảo tư liệu hoàn bị không chỉ lên đài giảng kinh bình thường chúng ta cùng người ta nói phật pháp Dẫn cứ kinh điển đều không nên có sai lầm nhất định phải đọc nhiều cho nên phật dạy chúng ta phải đọc tụng vẫn phải nhiệt tâm vì người diễn nói diễn là cái gì diễn chính là hiển thị cũng là biểu diễn bạn đã học được bạn phải làm được bạn học được chưa làm được thì không tính nhất định phải làm được cho nên diễn là biểu diễn làm ra tấm gương để cho người xem thuyết là nói rõ cho người nghe khai hóa là nói hiển thị là biểu diễn đó là vì người diễn nói diễn nói cái gì chân thật chi tế ở trên bụng kinh này dùng cái danh xưng này ở trên kinh bát nhã nói thực tướng các pháp hoàn toàn tương ưng với bốn cái chữ này chân thực tướng của tất cả pháp tế nói cách nào tế là đạt đến cực điểm chúng ta dùng danh từ phật học để giảng thực tướng các pháp diệu lý cứu cánh đến cùng cực đó chính là ý nghĩa của chữ tế hoặc giả là nói thực tướng diệu xứ cùng tận kỳ lý đạt đến cùng tột gọi là tế là bờ mé đỉnh điểm thông thường trên kinh đại thừa cũng nói triệt pháp đệ nguyên đó là gốc của tất cả pháp đầu nguồn của tất cả pháp cũng là ý nghĩa của ranh giới do đây có thể biết khai hóa hiển thị chân thật chi tế không phải người thông thường có thể làm được, chỉ có chư Phật Như Lai mới có thể làm đến được. Vì sao vậy? Các ngài chứng được chân thật chi tế. Bạn chưa đạt đến được thì bạn làm sao có thể nói ra? Bồ Tát, vì chúng ta giảng kinh nói pháp, nhất định được Phật lực gia trì. Nếu như không được Phật lực gia trì, bởi vì không phải cảnh giới của chính mình Họ cũng không thể nói ra được Bồ Tát đẳng giác đối Pháp Đều phải cầu Phật gia trì Chúng ta thấy Đại Đức xưa Chú Thích Kinh Xem thử người xưa Chú Thích Kinh Phía trước nhất định có kệ tụng Cầu Phật gia trì mời gia trì Người xưa Trước khi lên đài giảng kinh Thì phía dưới lại Phật cầu gia bị Chúng ta không cầu Phật gia trì Lên đài giảng liền sẽ nói sằng nói bậy Vậy thì sao được Cho nên trước khi chúng ta lên đài giảng Lạy Phật ba lạy cầu Phật giá trị Không có cách khác Cho nên Tám cái chữ này Thực tế ra mà nói Viên mãn hàm nhiếp Tất cả Phật Pháp Không chỉ là tất cả Pháp Mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói 49 năm đều không liệt khỏi cái nguyên tắc này mười phương ba đời tất cả chư phật như lai nói ra tất cả pháp cho vô lượng vô biên chúng sanh cũng không vượt ngoài tám cái chữ này tám cái chữ này nói cho chúng ta nghe là cứu cánh viên mãn siêu quá thế gian chư sở hữu pháp đó là cái lý đương nhiên không chỉ là vượt qua tất cả pháp thế gian cũng vượt qua luôn tất cả pháp xuất thế gian vậy thì câu kinh văn này thực tiễn vào nơi đâu vậy thực tiễn vào ngay bộ kinh này Bộ kinh này chính là Chư Phật Như Lai Khai hóa hiển thị chân thật chi tế Cho nên Đại Đức Xưa Thời Tùy Đường Các Ngài đã nghiên cứu Đã tìm hiểu Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh đói Pháp 49 năm Bộ kinh nào được xem là đệ nhất kết luận đến sau cùng bộ kinh này là đệ nhất kinh mà thích ca mâu ni phật cả đời ngài đã nói đó là đem ra so sánh với rất nhiều kinh luận kinh này là đệ nhất kinh cho nên câu nói này liền thực tiễn ở ngay trong bộ kinh điển này đích thực là siêu diệt tất cả pháp thế xuất thế gian chúng ta phải đặc biệt trân trọng cho nên mỗi lần giảng bộ kinh này pháp duyên đặc biệt thù thắng tôi giảng kinh đã giảng 40 năm đã đi qua rất nhiều quốc gia khu vực giảng bất cứ kinh điển nào pháp duyên thù thắng đều không hơn bộ kinh này tin chúng nhiều tin chúng hoan hỉ nếu bạn nói là tôi biết giảng thì mỗi bộ kinh nào mà tôi giảng người ta đều hoan hỉ người đều phải nhiều như vậy thế nhưng không như nhau. Dẫn bộ kinh này thì người nghe đặc biệt nhiều, dẫn kinh khác thì ít đi phân nửa số người. Nguyên nhân này là gì? Tam bảo gia trì không như nhau. Tôi thể hội sâu sắc, ở trong nhiều năm như vậy, thường hay nghĩ xem tình hình trong đạo tràng chỉ riêng giảng kinh vô lượng thọ thì pháp duyên đặc biệt thù thắng khi đến là giảng di đà kinh sớ sao yếu giải thính chúng cũng rất là hoan hỷ tình hình hoàn toàn khác với giảng các bộ kinh khác Chứng minh siêu quá thế gian Chư sở hữu pháp Lại xem tiếp đoạn phía sau Tâm thường đế trụ Độ thế chi đạo Ư nhất thiết Dạng vật Tùy ý tự tại Di chư gia loại Tác bất thịnh chi hữu Chủ này chúng ta Cần phải học tập Tâm Thường hay an trụ ở đạo độ thế câu này nói thế nào vậy đế là chân thật không phải là giả là chân thật trụ là an trụ Vì thì độ thế chính là trong tứ hoàng thề nguyện đã nói chúng sanh vô biên thề nguyện độ cái tâm này phải thường hay an trụ ở trong đại nguyện ở trong đại nguyện đó gọi là đế trụ độ thế chi đạo phải thường giữ cái tâm này đó chính là tâm bồ đề chân thật cái gì gọi là độ độ dùng lời hiện tại mà nói chính là quan tâm thương yêu giúp đỡ dùng cái tâm chân thành quan tâm tất cả chúng sanh thương yêu tất cả chúng sanh giúp đỡ tất cả chúng sanh đến được xả mình vì người người thế gian có loại tâm này rất ít chư phật bồ tát đích thực đều là giữ cái tâm như vậy đều là cái tâm này a la hán tuy là cũng có cái tâm giúp người cái tâm đó không mạnh Nhất định phải có người cầu giúp đỡ Vì A-la-hán này xem thấy Rất vừa mắt Thì họ đến giúp bạn Xem thấy không vừa mắt Thì chưa chắc họ đến giúp bạn Không như Bồ Tát Bồ Tát chân thật có cầu ác có ứng Thậm chí bạn không cầu họ Họ cũng đến càng là nơi có khổ nạn thì phật bồ tát các ngài càng thị hiện nhiều phàm phu mắt thịt chúng ta không nhận biết như cái thế giới hiện tại này mỗi ngày chúng ta xem thấy các tin tức đưa tin nhiều quốc gia khu vực xảy ra rất nhiều tai nạn Vì những nơi chịu khổ, chịu nạn Chư Phật Bồ Tát có cách gì giúp đỡ không? Có hơn nữa rất nhiều Chư Phật Bồ Tát giúp đỡ Tại vì sao họ còn bị tai nạn lớn đến như vậy? Nghiệp lực hiện tiền Phật Bồ Tát có thể giúp đỡ bạn Phật Bồ Tát không thể giúp bạn tiêu trừ tội nghiệp Đó là ở trên Kinh Phật nói Tâm Phật chúng sanh Tam vô sai biệt Ba cái sức mạnh này là bình đẳng Sức mạnh của tâm Sức mạnh của Phật Nghiệp lực của chúng sanh tạo tác Chúng ta đọc qua trong Kinh Địa Tạng Trên Kinh Giảng Nghiệp lực của chúng sanh Năng địch tu di năng sanh đại hải Hình dung nghiệp lực của chúng sanh tạo ra không thể nghĩ bàn. Nghiệp của bạn tạo thì bạn nhất định phải nhận lấy quả báo. Ngay khi bạn chịu quả báo, Phật Bồ Tát nhất định ở bên cạnh giúp đỡ, ở bên cạnh chăm sóc bạn. Chủ này nếu như vào sâu một chút, đối với Phật Pháp sẽ có cảm nhận này. Khi chúng sanh chịu tai nạn lớn, Phật Bồ Tát làm gì phủi tay áo bàn quang mà nhìn chứ? Không có. Thế nhưng nếu như chính chúng ta chân thật có được may mắn, thoát khỏi tai nạn, tâm niệm của chính chúng ta cùng tâm niệm của Phật Bồ Tát phải tương ưng, thì rất có khả năng tránh khỏi kiếp nạn. chỗ này cũng giống như chúng ta phía trước đã nói trong lòng chúng ta phát ra cái sóng tư tưởng cùng sóng tâm của phật cùng sóng tâm của phật tần suất gần nhau tần suất giống nhau đi được sự giúp đỡ của các ngài đó là nhà phật chúng ta gọi bảo hộ gia trì đạo lý chính ngay chỗ này bạn không hiểu bạn cho rằng đó là mê tín nếu bạn hiểu được đó là tần suất của sóng tư tưởng tương ưng đích thực là có thể giúp đỡ được các vị hiểu rõ đạo lý này vậy thì bạn liền hiểu được giảng đường của chúng ta phát ra là cái sóng gì nhiều đồng tu như vậy ở nơi đây chúng ta đang dốc lòng nghe giảng chúng ta đang nghe giảng ngay trong hai giờ đồng hồ không khởi ác niệm mỗi niệm đều là thiện niệm mỗi niệm đều là tương ưng với kinh giáo cái sống này tốt cái sống này cùng với sống của Phật Bồ Tát gần giống nhau. Cho dù tần suất không thể hoàn toàn như nhau, thì nhưng rất gần giống nhau. liền được Phật gia trì. Niệm Phật đường, mọi người ngày đêm ở nơi đây niệm Phật. Cái sức mạnh này thì càng lớn. Cho nên phải nên biết cái đạo tràng này, giảng đường cùng niệm Phật đường chính là trạm phát ra sóng âm tư tưởng. Nếu như sức mạnh của cái sống này của chúng ta rất mạnh liền có thể đem một số chúng sanh của thế gian này Sống âm tư tưởng của họ là tham sân si mạng Tự tư tự lợi Cái sống âm này của chúng ta mạnh liền can thiệp đến họ Có thể làm quý nhiễu sống âm của họ Không để cho họ khởi tác dụng Chúng ta thì khởi tác dụng liên có thể mang đến thế giới sự an lành liền có thể làm cho những tai nạn thế gian này được giảm nhẹ làm cho kiếp nạn thế gian này chậm lại thời gian giảm ngắn niệm phật có gì tốt chứ chỗ tốt chính ngay chỗ này đây không phải mê tín thật có lý luận và nền tảng của khoa học ở trong đó Hiện tại Cái hiện tượng sống âm này Khoa học gia thừa nhận Thậm chí nói Thế gian căn bản không có tồn tại Vô tướng Tất cả hiện tượng vật chất là hiện tượng sống động Lời nói này rất có đạo lý Họ nói lời này tôi vừa nghe liền thấu hiểu Tôi vừa nghe liền gật đầu Nói không sai một chút nào Đích thực đó là hiện tượng của sống động Là sống động sanh ra huyện giác Trên Kinh Bát Nhã nói Nhất thiết hữu di pháp như mộng huyện bào ảnh Phàm sở hữu tướng, giai thị, hư vọng Lời nói này đều là thật Cho nên nói hiện tượng của sống động Bao gồm tất cả vật chất Thực vật khoáng vật Chỉ cần là có hiện tượng Hiện tại khoa học gia phân tích nó Phân tích thành phân tử Nguyên tử, điện tử Phân tích đến hạt cơ bản Tìm mị quan sát Nó đều là đang động Nó không phải là yên lặng Nó là động động thì sinh ra sống Cho nên có vật tướng nào mà không có sống Nhà Phật chúng ta không gọi là sống Nhà Phật gọi là quan Đều có quan Nội địa Trung Quốc Người học khí công Họ gọi là khí Khoa học gia gọi là sống Đều là nói một hiện tượng, một sự việc Hơn nữa sóng động này là lấy sóng động tư tưởng là rõ ràng nhất, rất tường tận. Cho nên Phật Pháp nói y báo tùy theo chính báo chuyển chính là căn cứ vào đạo lý này. Vì sao hoàn cảnh vật chất tùy theo sóng của tư tưởng mà thay đổi? Sức mạnh của sóng tư tưởng mạnh can thiệp nó thay đổi tần suất sóng động của nó. Cho nên hiện tượng vật chất này liền thay đổi chúng ta có thể thay đổi tần suất của nó can thiệp nó quấy nhiễu nó nếu như là tư tưởng không chính xác quấy rối thì liền phá hoại hiện tượng tự nhiên chúng ta liền phải chịu khổ Cân bằng sinh thái địa cầu hiện tại Bị phá hoại Nguyên nhân gì bị phá hoại Khí hậu cũng khác thường Nhiệt độ của nước biển cũng dâng cao Băng của Nam Bắc Cực tan chảy Do nguyên nhân gì Sống tư tưởng của chúng ta quấy nhiễu đó Cái sống tư tưởng này chính là Tham sân si mạng phát tiết ra tham sân si nghiêm trọng tham là nước sân là lửa si là gió bất bình trong lòng chính là động đất nó đều có nguyên nhân của nó thế nhưng đạo lý sâu này khoa học gia hiện tại vẫn chưa phát hiện ra đây mới là nhân tố thứ nhất họ có xem thấy được hay không không hề xem thấy được nhân tố thứ nhất này chỉ xem thấy thứ hai thứ ba không hề xem thấy thứ nhất nhân tố thứ nhất trong phật kinh giảng nói thấu triệt giảng nói tường tận vậy thì nếu chúng ta muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh phải bắt đầu làm từ đâu phải từ giáo dục người xưa hiểu được người hiện tại không hiểu người xưa chú trọng giáo dục Trong giáo dục quan trọng nhất chính là Dạy bạn có một tư tưởng kiện toàn Có một tư tưởng hợp lý Cái lý này chính là Chân thật chi tế Mà chủ này nói Phải tương ưng Với chân tướng của vũ trụ Nhân sanh Đó là chính xác trái với chân tướng đó là hoàn toàn sai lầm cho nên phải trái nhân ngã tham sân si mạng không có trong chân thật chi tế đó là trái ngược đó là sai lầm sai lầm liền sẽ phá hoại đi sinh thái tự nhiên nếu như là chính xác thì sinh thái tự nhiên liền sẽ bình thường. Cái đại đạo lý ở trong đó, những đạo lý này đều ở trong kinh điển đại thừa. Phật nói được rất nhiều, rất tỉ mỉ. Thứ độ tốt đến như vậy, người học Phật gọi là tam bảo. Người thế gian rất xem thường, chỉ nói hai chữ mê tín thì gạt bỏ đi liền đem nó phế bỏ không biết đi tìm hiểu không biết được cái thứ này chân thật có thể giải quyết được nguy cơ của hiện tại chân thật có thể giải quyết tai nạn của tất cả chúng sanh làm cho chúng ta lìa khổ được vui cho nên người hiện tại mê tín khoa học hậu quả của mê tín khoa học không bằng mê tín phật học mê tín phật học tương lai có thể sanh đến thế giới tây phương cực lạc mê tín khoa học thì đi đến nơi đâu tôi thật cũng không biết mấy câu phía sau chính là tâm thường áp dụng đế trụ độ thế chi đạo Ư nhất thiết dạng vật Tùy ý tự tại Tùy ý chính là tùy duyên Chính là tùy duyên tự tại Đó là nói Thái độ đời sống của chúng ta Người hiện tại gọi là tâm thái Tâm thái đời sống của chúng ta Phải tùy duyên tự tại tùy duyên là đối với phan duyên mà nói. Cái gì gọi là phan duyên? Trong lòng của bạn có mong cầu chính là phan duyên. Phan duyên thì không tự tại. Vì sao vậy? Bởi vì bạn có cái tâm được mất này. Trong tâm được mất liền sanh phiền não. Vô lượng vô biên phiền não điều từ trong tâm được mất mà sanh ra nếu như đánh mất đi cái tâm được mất thì bạn liền rất tự tại ngày tháng đó dễ qua bạn liền trải qua ngày tháng chân thật của bạn ngày tháng chân thật hạnh phúc mỹ mãn vì sao nói vậy bạn dùng hết tâm quyết Chỉ dụ nói bạn kiếm tiền Dùng hết tâm quyết Dùng hết thủ đoạn Dùng hết phương pháp Bạn kiếm được tiền Vẫn là tiền trong mạng của bạn có Trong mạng của bạn không có Kiếm nhiều hơn một đồng Cũng không kiếm ra được Bạn nghĩ xem Bạn hao phí tâm lực Đó không phải là quan uổng sao Hết thảy bạn đều xả bỏ Trong lòng một điểm cũng không sanh Trong mạng của bạn Một ngày này kiếm được bao nhiêu tiền Nó tự nhiên liền đến bạn nói xem gì có tự tại không? Rất thoải mái, rất an lạc. Cái đạo lý này nếu các vị không hiểu thấu, tôi thường hay nói. Bạn quay về nhà đem liệu phạm tứ huấn, đọc một mạch 300 lần. Thì bạn liền hiểu rõ. Một bữa ăn, một ngụm nước đều do tiền định. Đó là thật một chút của không giả. Ai định vậy? Chính mình định ra. Nhưng do chính mình đời trước tu được Ngay đời này nhận được quả báo Đời trước bạn không tu nhân Ngay đời này bạn làm gì có được quả báo Nhân duyên quả báo Không lọt mảy lông Cho nên thông đạt cái đạo lý này Hiểu rõ chân tướng sự thật này Đời sống của bạn được đại tự tại Ta không cần phải mong cầu Trong mạng có rồi Đến lúc tự nhiên điện đến Cầu nó làm cái gì đến rồi cũng không thấy lạ vì sao vậy đáng đến thì nó phải đến không đáng đến thì nó sẽ không đến không hề có ý niệm được mất cho nên đời sống phải hiểu được tùy duyên tùy duyên chính là tùy thuận pháp tắc nhân quả tùy thuận sự thật của nhân quả ngay trong đời sống của chúng ta muốn tạo như phía sau nói Di chư giá loại Tác bất thỉnh chi hữu Chúng ta nỗ lực tu thiện Thí dụ đói các vị muốn có tiền Mỗi một người đều muốn cầu tài Tài từ nơi đâu mà có Bố thí Tài của tôi Một xu cũng không có Thế nhưng muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu Bạn nói xem từ tại cỡ nào Tuy niệm liền đến khởi lên ý niệm thì đó liền đến. Thế nhưng sau khi đến rồi, tôi lập tức liền xả đi. Vì sao vậy? Nếu tôi không xả thì sao sẽ không đến? Tôi chỉ cần ở đây vừa xả đi thì phía sau ùng ùng không ngừng kéo đến. Cho nên bạn phải biết xả thì được. Đó là Phật dạy cho chúng ta. Xả là nhân, đắc là quả báo. bạn không chịu xả thì bạn làm sao có được sẽ không cách gì có được trái với nhân quả thế nhưng sau khi bạn có được bạn phải hiểu được có được cái đó rồi bạn vẫn phải xả ra lại phải đem cái được đó xả đi bạn đi giống như dòng nước chảy vĩnh viễn không cùng tận bạn xả tài được tài phú xả pháp được trí tuệ thí vô ý được khỏe mạnh sống lâu cho nên Tùy ý tự tại Con người này cả đời sẽ không bị bệnh Sẽ không già yếu Tôi còn nói với bạn Sẽ không chết Là thật không phải giả Thấy đều có được thì tùy ý tự tại Chết rồi thì không tự tại Không chết Cho nên chân thật muốn không già Không bệnh Không chết Đều ở trong kinh vô lượng thọ đều ở trong kinh Đại Khoa Ngâm. Hôm nay thời gian đã hết, cái đoạn này chúng ta giảng không hết A à, Di Đà Phật. Cận dịch, vòng tay cư sĩ, địa chỉ email, vòng tay cư sĩ a cầu gmail.com người đọc phật tử thiện Quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành tâm cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức đề trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ đề hết bộ báo thân này đồng sanh vì nước cực lạc nam mô a di đà Phật